À, hiện tại đang làm món gì? Nói chung mình đang chích đột mây. Chích đột mây mọi người. Đây bạn Hải đang bóc đột mây nướng để giã với cá nha mọi người. Đột mây này, đột mây đắng, nướng lên bỏ vào ống. Sau đó nướng cá suối, bỏ vô và giã chút mọi người. Hôm qua bạn ấy làm rất là ngon, hôm nay mình kêu bạn ấy làm tiếp mọi người. Ăn rất là bắt cơm luôn. Giờ này đến công đoạn bóc cá bỏ vô ống này mọi người. Cá nướng thơm lừng luôn. Cái tô làm gì? Bóc cá lọc xương, bỏ xương nha mọi người. Lược hết xương cá đi nên lúc mình ăn nó không bị mắc xương mọi người. Xong rồi mây bỏ vô rồi nó được giả. Giả cho đều, đều. Bỏ ớt nữa. Rồi đổ ra. Đổ ra đi. Đổ ra để ta ăn thử chứ. Xong rồi mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cay cay thơm thơm. Đắng luôn. Mặt cơm đó mọi người. Hoàn thành. Mình đi ăn cơm đây. Đây là bữa sáng của bọn mình. 8:30. Mình xin phép được dừng video tại đây nha. Tại các bạn cơm mình không quay cho mọi người xem nữa. Đó là như đó thôi. Chào mọi người.